Anh nha, lần trước mình có review cho các bạn xem bộ dụng cụ móc len 100 món. Còn hôm nay là một sản phẩm móc len hoàn thiện luôn nha. Đây là một cái túi xinh xẻo được móc bằng len. Là một chiếc túi độc lạ có 102 luôn, bởi vì nó hoàn toàn được làm handmade 100%. Không biết có bạn nào thích móc len và làm đồ handmade như mình không? Chứ mình thì rất thích làm mọi thứ bằng tay và mình đang tự học móc nè. Bạn nào có chung sở thích thì nhớ add Facebook kết bạn nha. Như các bạn thấy, mũi len rất là đều và đẹp, form túi chắc chắn. Mình đã chọn sợi len là không phai màu khi giặt. Kích thước túi thì đủ rộng, đủ cho các bạn nữ đựng tất cả các đồ dùng cần thiết luôn. Anh chị em, bạn nào yêu thích làm đồ handmade và móc len tạo ra sản phẩm, vừa thỏa đam mê vừa muốn bán sản phẩm do mình làm ra thì Facebook kết bạn với mình nha.